Happy birthday to you. This is your day. On this day for you, we're gonna love you in every way. This is your day. Happy birthday, happy birthday to you. On this day, all together we'll be, and we'll all sing for your birthday. 1, 2, 3, we'll blow out the candles. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Hợp hơn nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nến. Happy birthday, happy birthday to you. On this day, all together we'll be, and we'll all sing for your birthday. 1, 2, 3, we blow out the candle. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Yeah. Come on.
ta cùng hợp hoan nơi đây. Mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt đèn. Happy birthday, happy birthday to you. On this day all together we'll be. I will all sing for your birthday. 1, 2, 3 we'll blow out the candles. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Sinh nhật em không bánh và không hoa. Anh đi sinh nhật em
chỉ có bài tình ca, chỉ có trái tim yêu đang ca hát rộn ràng. Lời ca kết thành hoa thắm ngọt ngào, anh hát tặng em đàn ngân hóa thành câu chúc rộn ràng nâng phím tặng em. Lời ca hóa thành ngọn nến hồng hào soi sáng mặt em, đàn ngân hóa thành câu chúc mừng ngày sinh của đời em. Sinh nhật em chỉ có bài tình ca, chỉ có trái tim yêu đang ca hát rộn ràng. Lời ca kết thành hoa thắm ngọt ngào, anh hát tặng em đàn ngân hóa thành câu chúc rộn ràng nâng phím tặng em. Lời ca hóa thành ngọn nến hồng hào soi ngân hóa thành câu chúc mừng ngày sinh của đời em. Hãy
Lời nói đầu tiên, Huy Đức xin được phép thay mặt ban tổ chức ngày bài kỳ quan xin được gửi đến gia đình cùng toàn thể quý vị quan khách lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe nồng nhiệt nhất. Kính thưa toàn thể quý vị, và hôm nay là ngày 5 tháng 7 2019 và cũng là ngày sinh nhật của chị Hà Bùi Linh. Một lần nữa Huy Đức bằng phép thay mặt ban tổ chức ngày bài kỳ quan với toàn thể các bộ công nhân viên của nhà hàng xin chúc cho chị Linh luôn luôn dồi dào sức khỏe và nét thanh xuân luôn ngự trị bên mình, và xin chúc cho gia đình chị Linh cùng toàn thể quý vị quan khách luôn luôn dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng và thành đạt trong cuộc sống. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng chắp tay đón chào gia đình hạnh phúc. Chúng tôi xin mời gia đình chị Hà Bội Linh cùng với các cháu những sự đấu để làm mắt với quý vị. Xin mời quý vị cùng chắp tay với Happy Birthday chị Hà Bội Linh. Trước khi đó, tôi đi gần tôi biểu tôi thì họ quy định thay thái dấu xếp cá nhân bùi sở đại điện thoại hơn quái chị chị. À, biến quái sinh ra của cô chị chế hành họ thì quy định chế chế cá nhân chị sở điện thoại. À, chị Hà Bội Linh xin mời nhóm 164 lịch sử cấu 164. Ok, tôi chào hát đây. Ok. Một sáu bốn, chị Linh xin mời tất cả các chị trong nhóm 164. Vâng. Vâng, kính thưa quý vị, một chiếc áo vàng rất là nổi bật. Và cùng với một màu đen tuyền tiếp theo và cùng với một màu tím. Cùng diễn lên sân khấu và cùng với những bài hát chúc mừng sinh nhật đến cho chị Hà Bội Linh. Và ngay bây giờ thì xin mời ban nhạc của nhà hàng đã kịp qua để theo lời yêu cầu của gia đình. Thì trong thời gian chờ đợi ban nhạc ráp đồ thì chúng tôi cùng xin mời chị Linh cùng chia sẻ những vui mừng của mình những ngày sinh nhật với toàn thể quý vị đã có mặt trong buổi tiệc tối hôm nay. Ủa sao mấy lùn rồi, sao mấy lùn phải đứng chứ để mấy cao ngồi xuống. Cái này bị ngược cho. Rồi xin mời các chị chúng ta cùng đứng dạ. Không cần phải đứng, chúng ta cùng đứng hình nhầm cung đi các chị. Từ bên đó quẹo qua đây. Lùi lại, ở giữa lùi lại cho nó đẹp nào. Rồi. Còn ai ngồi chị sắp đi, tôi đâu dám sập. Ủa đừng có lùi quá, không có chỗ nữa, ban nhạc ráp đồ kìa. Lấy bong bóng này ra. Rồi mấy chị tiếp theo qua bên đây, ở đằng sau mấy chị nói tới. Nhóm 164 mình đủ hết chưa chị Linh? Còn nữa hả? Xin mời các chị tiếp theo chưa lên sân khấu thì đứng xin mời lên sân khấu để ghi hình lưu niệm cùng với gia đình. Trân trọng kính mời các chị. Vâng, xin mời các chị chúng ta tranh thủ lên sân khấu để chị Linh còn chia sẻ những nỗi vui buồn trong ngày sinh nhật của mình với quý vị đã có mặt trong tiệc tối hôm nay. Ủa sao người chụp hình mà lại quỳ xuống? Sao chụp được? Vâng, ngay bây giờ xin mời chị Hà Bội Linh có đôi lời phát biểu với tất cả quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, chị Linh hơi run, hơi xúc động vì tất cả quý vị đều đến với buổi tiệc chúc mừng cho chị rất là mừng. Và lần nữa thì Đức bản thép thay mặt chị Linh xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị quan khách đã chỉ chút thời gian quý báu của mình để đến đây tham dự buổi tiệc sinh nhật của chị Hà Bội Linh.
qua sự nhiều của toàn thể quý vị là niềm vinh hạnh quy định chúng tôi trong quá trình chiêu đại cũng như tiếp đón. Nếu có điều gì sai sót thì gia đình rất mong nhận được sự lượng thứ từ quý vị. Và ngay bây giờ Đức xin được phép bắt nhịp trong khi ban nhạc đang rắp đồ thì Happy Birthday, chúng ta mời các chị chúng ta cùng đồng hát bài này. Xin mời âm thanh đem thêm một cái micro lên ạ. Chuẩn bị quay phim chụp hình. Rồi đưa một chị nào này như được. Rồi bây giờ bắt nhịp nha các chị. Happy birthday to you. Xin mời quý vị ở dưới. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật. Nhiều tí xíu nữa thì Đức xin trân trọng kính mời các chị chúng ta trở về sân khấu với những bài hát mà quý vị yêu thích. Vâng, cắt bánh thì sân gì? Cái gì từ từ sân, bây giờ chưa gì hết mới rồi sân. Chị nào muốn sân thì xuống dưới cầm cái chai, tí xíu chị lên sân khấu hát thì sân. Yeah, ok. Chị nào đại diện ôi trời, và cũng là chị Linh xin trân trọng kính mời vị tiên sinh họ Mã từ Malaysia về Việt Nam để tham dự buổi tiệc sinh nhật của chị. Xin mời quý vị một tròn tay để xin mời Mã tiên sinh đến sân khấu để có đôi lời phát biểu với quý vị. Xin chào các bạn, Mã xin sang bộ trưởng đại thoại cô ấy chị ạ. Kính mời quý vị sau gì của nhà quý vị, có đi Mã xin sang rồi, có đi Mã rồi xin à. À, cô tôi phát điều gì con là Việt Nam kìa. Ok. Hello. Sau xin muốn có quan tâm là hạn thì là có hoa dòng sẽ còn lại. Sớm sớm yêu phát điều đấy. Alo, alo, alo. Có hay chị Mã để sang à? Cảm ơn. Sau xin tôi sẽ lấy sang nhà vài lò. Sắc thái kỳ hoa, người người chân chân mỹ lạ. Vâng, kính thưa quý vị, Mã tiên sinh vừa rồi thì từ Mã Lai Sina về thì xin chúc cho chị Linh mãi mãi giữ nét thanh xuân và cũng như về Việt Nam để dự buổi sinh nhật hôm nay. Rất cảm ơn và xin cảm ơn quý vị các chị rất nhiều. Cảm ơn hồ hồi tặng cho chương trình với cái sân nhật kê Mã Nguyên. Và một lần nữa thì không có gì hơn mà tiên sinh cũng rất là cảm ơn chị Bội Linh đã tổ chức buổi tiệc hôm nay để có sự họp mặt của tổng quý vị các anh chị cũng như có sự họp mặt của Mã tiên sinh. Một lần nữa đã xin cảm ơn buổi tiệc hôm nay rất nhiều. Mã tiên sinh quen biết với chị Linh cũng từ công ty mà ra. Cái sự quen biết này giữa công ty là sự kết nối của chị Linh và Mã tiên sinh. Cái tình yêu kỳ. Cảm ơn, cô ấy phải cho nó còn xíu xíu công si về cái gì. Ok, và bây giờ thì chị Linh và Mã tiên sinh sẽ tâm sự nói một đoạn về những công việc trong công ty, trong cái quá trình mà chị Linh và Mã tiên sinh đã biết. Xin mời. Cái công si hay chỗ lòng nhiệm thần mà gì nhiệm kê là có phụ thật tài hoạ. Rồi sau đó là 7月13日 我们有个交流会，希望大家能够抽时间来参与。Kính thưa toàn thể quý vị, Mã tiên sinh vừa rồi thì công ty của Mã tiên sinh chủ yếu là về công nghiệp. Và cái ngày cái đó hội học sinh rồi. Ngày 13 tháng 7 thì nếu mà quý vị các chị nào chúng ta có thể nhấn chút thời gian của mình thì Mã tiên sinh cũng xin mời quý vị đến với công ty để tham gia chương trình của công ty. Cảm ơn anh, có chính của tôi đại gia cái cổ đông mình xem để nhận một chút xíu.
Và bây giờ thì xin mời các quý vị bên công ty cũng như các anh chị tham gia trong buổi tiệc hôm nay, chúng ta tiến sân khấu cùng với bạn thiên sinh, chúng ta cùng ghi một tấm hình lưu niệm và xin mời quý vị. Vâng, xin mời quý vị nhấn lên ạ. Yes.
哋馬先生為為將軍中國人，我哋兩啊聽麥啊啊馬先生咁嘅 QV 啊，就團隊嗰啲嚟為嚇誒，祝到嚟到中國。啊，葉麗，誒祝咗你啊，老老老豆哥特別靚，杯筷姐靚，馬先生嘅人真幾好，我哋真係杯筷哇正嚟幸福。
mời chị Hồng. Thank you.
tràn niềm vui. Mình nắm tay quên đi muôn phiền và cùng ngồi bên ánh trăng đêm tuyệt vời. Đường đời mình chung bước đi, dù gian khó ta vẫn luôn cười, hát lên khúc ca tình yêu rộn ràng. Từng ngọn nến vẫn mãi chiếu sáng suốt đêm dài, cùng mơ ước sẽ cố giữ hết suốt cuộc đời. Đừng vội buồn em ơi, hãy cố quên và luôn giữ cho bao niềm vui. Anh hát tàn bài ca yêu dấu, mình luôn giữ nhé tình bạn hôm nay. Từng ngọn nến sẽ mãi thắp sáng trong đêm thâu, sinh nhật trong vòng tay ấm áp, giữ cho yêu thương đừng quên nhau nhé, hãy giữ trong tim ngày hôm nay. Happy bên ánh trăng đêm tuyệt vời. Đường đời mình chung bước đi, dù gian khó ta vẫn luôn cười, hát lên khúc ca